Thưa quý vị, chia sẻ khó khăn với bà con xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, những ngày này, tuổi trẻ công an thành phố Đà Nẵng ngoài công tác chuyên môn còn tất bật với nhiệm vụ vận động mọi người mua mía để hỗ trợ nông dân. Hành động ý nghĩa đã được hưởng ứng nhiệt tình, góp phần san sẻ khó khăn với người dân địa phương trong dịch bệnh. Xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang là vùng trồng mía có thương hiệu lâu đời. Thường thì thời gian này, các thương lái đã đến đặt hàng hoặc thu mua gần như toàn bộ diện tích trồng. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng mía tiêu thụ hạn chế. Nhiều chương trình hỗ trợ tiêu thụ mía cho bà con đã được triển khai và nhận được tín hiệu khả quan. Tuổi trẻ công an thành phố Đà Nẵng cũng là một trong những lực lượng tiên phong hưởng ứng. Cũng là một hành động nhỏ nhưng mà góp phần giúp cho bà con trong cái giai đoạn khó khăn và cũng thể hiện được cái chia sẻ trách nhiệm của đoàn viên thanh niên công an thành phố đối với lại những khó khăn của bà con nhân dân Hòa Bắc. Từ sáng sớm, chuyến xe của tuổi trẻ công an thành phố Đà Nẵng đã đến tận nhà người dân để thu mua mía đã được ép sẵn đóng chai. Mỗi chai 1,5 lít có giá 20.000 đồng. Trong đợt đầu tiên, công an thành phố đăng ký mua 400 chai, tương đương khoảng 600 lít nước mía. Được sự san sẻ kịp thời, người nông dân Hòa Bắc cảm thấy được an tâm hơn. Người dân có cái chương trình này mới giả được, mới có cái đồng thu nhập để trang trải trong gia đình. Thứ hai nữa là có cái đồng vốn để mình tá tổ là cái vườn mía mùa sau. Năm nay thì trước cái dịch bệnh rồi bão lũ như vậy thì nước mía hầu như là bây giờ tiêu thụ được. Bây giờ còn lại 70 hectare mía vẫn chưa tiêu thụ được. Đây không phải là lần đầu tiên các hội đoàn thể trong lực lượng công an đứng ra kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân. Tất cả những chương trình này đều được cán bộ chiến sĩ các đơn vị địa phương nhiệt tình hưởng ứng. Bởi đó không chỉ là chia sẻ khó khăn mà còn là trách nhiệm của mỗi chiến sĩ. Thành phố phát động trong đoàn viên thanh niên thì cũng đã có hơn 400 chai. Thì hôm nay là riêng đoàn thanh niên thành phố sẽ cấp phát và sẽ tiến hành là kêu gọi thêm nhiều đợt nữa để nhằm giải quyết các khó khăn giúp cho bà con nông dân. Hy vọng rằng trong những ngày tới, không chỉ có những chuyến xe của công an Đà Nẵng mà sẽ còn có nhiều sự hỗ trợ giúp đỡ để bà con nông dân Hòa Bắc bớt thấp thỏm, lo âu. Bởi mỗi một hành động nghĩa tình lúc này là điều kiện cần thiết để bà con tái sản xuất trong vụ mùa mới.